dám thừa nhận sai lầm sẽ rút ra được bài học để vươn đến thành công. Có rất nhiều người khi phạm sai lầm, tâm lý của họ thường không biết đến sai lầm đó, chỉ suy tính làm sao để che giấu sự thật. Nhưng thật ra, phạm sai lầm cũng là một trong những trải nghiệm cuộc sống. Dám thừa nhận sai lầm mới là một trong những phương pháp để hoàn thiện bản thân. Và cách bạn xử lý những sai lầm của mình quan trọng hơn nhiều cái cách mà bạn mắc sai lầm. Chấp nhận gánh vác trách nhiệm giúp cho bạn học hỏi thay vì chỉ biết truyền bóng cho người khác. Dale Kinizer, tác giả cuốn sách Tác Nhân Tâm đã từng khuyên: khi bạn sai, hãy chủ động và nhanh chóng thừa nhận chúng. Ông đúc kết điều này bằng cách quan sát cuộc sống của những người thành công, và lời khuyên này vẫn còn đúng đến tận bây giờ. Bạn sẽ không thể học được từ thất bại nếu như bạn không thừa nhận đã mắc phải chúng. Và nếu bạn không chịu học hỏi thì chắc chắn bạn sẽ mắc phải chúng một lần nữa mà thôi. Nếu như vậy thì đời bạn sẽ chẳng đi về đâu cả. Sai lầm rồi lại sai lầm, không có bài học nào được đúc kết. Thừa nhận những lỗi lầm của bạn sẽ là bước đầu tiên để bạn đối mặt với nó, và thường cũng là bước đầu tiên để bạn tiến đến thành công. Nếu bạn cần tìm môi trường để rèn luyện, để phát triển, để nâng tầm giá trị bản thân, thì bạn hãy tham gia vào nhóm học tập trên trang cá nhân của Yến để cùng nhau rèn luyện mỗi ngày bạn nhé.